dở góc độ 90 độ theo đường che. Hiểu 90 độ theo đường che không? Làm sao mặt đầu? Gì? Theo đường chia, 90 độ theo đường chia là bài trường vừa tôi đã chỉ rồi mà. Cách chính giữa theo đường chia nào? Này nè, đường chia này nè, hiểu chưa? 90 độ theo đường chia, như thí dụ như này thấp nè thì nó 90 độ tầm này, nhưng mà cái này thì 90 độ đâu? Trên cao, gọi là 90 độ theo đường chia, hiểu không? Còn 90 độ vuông góc thì cứ rút ra vuông góc đi hết như cái đầu. Còn này là 90 độ theo đường chia thì cứ 90 độ theo cái đường mình chia ban đầu, cái chia cho nó đều, nhớ kỹ chưa? 90 độ theo đường chia. 90 độ nằm đâu ta? Đây, đúng không? Đọc sách lên. Và mấy em phải nhớ nè, là khúc này cắt góc liên kết, biết không? Cắt cái góc liên kết lấy chuẩn đâu? Liên dưới lớp tỉnh là lớp nào? Đây cũng là lớp tỉnh nè. À, chỗ nhau cái đầu cặp đâu vậy? Xem đầu cặp lại. Học cắt cô quá bắt buộc mấy em phải biết được. Lấy dưới nào? Dưới này nè. Dưới này. Đây là đường chia rồi, 90 độ. Em thấy không? Hả? 90 độ theo đường chia nè, kéo lên. Vậy là lấy ngay đây phải không? Đúng chưa? Hả? Vậy nè, đặt tay nè. À, chỉnh nó đâu? Dòm nó lên đây. Chỉnh nè, thấy chưa? Cắt theo chuẩn, trên dưới bằng nhau, thấy không? Là trên dưới cho nó bằng với nhau. Ừ, cố gắng không? Khi mình cong tay là mình phải cho trên dưới bằng nhau, bút xuống nó sẽ rất dây cực. Đi vậy nữa, hiểu chưa? Rồi lớp này nó sẽ là quyết định gì? Chuẩn, chuẩn mà cũng là từng ít vừa nhiều loại. Lớp này ban đầu người cắt ghi từng gì thì nó theo mình đó. Rồi xong tiếp lớp kế tiếp, hai vì hai, hiểu hai vì hai chưa? À, tao bữa nào mà chưa hiểu mình chết, tới số bạn mạng. Đứng gì bên đây? Nè, em nào kiểm soát không được tóc thì làm ơn làm phước, chia theo tới cái đường chữ V đó, bỏ lại cho cô, nhớ kỹ nghe chưa? Nè đường nè, cố gắng không? Đó là đường chữ V đó không? Hiểu chưa? À, chung góc, chung góc nè. Ừ, theo gì? Khoan cầm lên, theo đường chia là giúp độ nhiêu? Đâu? Đây phải không? Đưa lên. Cắt này dần dần là phía trước nó ngắn hơn. À, thằng chuẩn nè. Nè, nhìn cái lượt, đừng cứ dòm cái tay cô. Nhìn cái lượt. A. À. Rồi, xong. Chuẩn đâu? Chuẩn nè. Nhìn cái lượt nha. Chuẩn nè, thấy không? Tay dịnh tóc mà lấy tay đâu mà cầm. Nãy giờ có cắt theo cái tay không? Cái bài đầu tiên cô cũng đâu có cắt, cái tép đầu tiên nãy cô có cắt theo cái tay đâu. Nè, chải theo đường chia nè. Chải theo đường chia là mình sẽ đưa theo đường ngang.
nhìn cái lược nhìn giùm cái lược phía trước nó sẽ dài hơn, nó ngắn hơn là nửa cắt nó sẽ ra như thế này nè. Em nhìn cái lược của cô là cái lược nó ngang hả? Lược này lược gì? Lược ngang nè. Ý là mỗi bài là cô sẽ mấy bài trước mình sẽ trải như này. Không, cô cứ đừng có suy nghĩ cái bài trước, đang bài này. Dạ, tại là mọi người thắc mắc cái cách trải đó. Nè, cách trải nè, thấy không? Cái lược của cô, em nhìn cái lược đi. Là ý định của cô là ở phía trước, càng dần phía trước nó ngắn hơn phía sau phải dài. Thấy rõ ràng không? Nè, nhìn cái chiều cốc nè. Thấy không? Trước ngắn hơn. Bởi vì là lại ở phía trước chứ đâu có lại ở phía sau. Và cái chuẩn của người ta thay vì cái chuẩn mỗi cái này nó nằm chung để mình thấy, mà nhưng khi mà cô dỡ cái chuẩn này lên đi nè, là nó nằm tuốt mỹ mỹ ở đây nè. Chính rồi, dẫn cái đầu lại giùm cô. Chỗ đâu rồi? Ừ. Nè. Đó, nhìn cái lượt nha, cái tay theo để chịu. Đó. Cái chuẩn nó nằm đây nè. Chưa rồi không? Đây vị trí của chuẩn nè, nè. Thấy chưa? Nó nằm ở đây. Và mình sẽ cắt ở phía trước này ngắn gần bằng cái chuẩn. À, khi mà bỏ xuống này nhìn này nha. Cái gì không? Phía trước ngắn xong em dạ. Chỉ có một phần thôi, bỏ xuống này. Chưa? Ngắn rồi. Đấy chưa? Làm lại nha. Tiếp. Có mấy tay bỏ lại nha. Buông buông. Đúng. Rồi. Ba gì em ba? Đó, rồi nè. Ở đây nè, mấy bạn cô cậu mà bị phạm vô lớp tịnh á thì nhớ cái khúc này giùm cô nha. Đây, xéo xuống nha. Bỏ lớp tịnh lại cho cô, tôi tắt ăn. Lớp tịnh thì đâu? Chữ dưới đó. À, đường kia thì xéo không? Ừ. Rồi. Độ nhiêu? Đây, đúng không? Trả lại. Nè, nhìn cái lược nha. Trước tiên là mình trải cho nó suông chứ. Mình có thể cắt đỡ. Nè. Cái gì không? Bổ quýnh mèo cô hả? Khổ. Khổ. Nè, thấy chỉnh không? Nè, thấy chỉnh chưa? Thấy chỉnh nằm tốt đây không? Vậy là mình phải cắt thằng này. Mở cửa đi thôi, ra đi, xin chào chị Nguyệt. Bỏ xuống. Nè, có thấy khớp không? Sao điện này? Thấy gì sao? Thấy chưa? Nhẹ nhàng. Rồi qua đây. Tiếp. Nè, lớp nãy ai chưa dần thấy nè nghe.